da-da-da-da-da-da-da. It don't even matter if today was the worst day. Just remember what your kin say, that we breathe in, just breathe in, breathe out, and we breathe in, just breathe out. It don't matter what you do, who you see, who you screw, 'cause we breathe in, just breathe out, and breathe out. Breathe in, just to breathe out. I wish every day was a different day. I mean, I wish everybody had acted differently. Turn off from listening to bullshit. Ok, đây là Bi và chào mừng các bạn đã đến với vlog đầu tiên của tôi. Thì gần đây mình nhận được một cái tin vui đến từ trường đại học của mình đang học. Thì mình vừa nhận được một cái học bổng khá là lớn. Thì đấy, các bạn có thể thấy. Thì sau khi mà mình nhận được cái học bổng đó thì mình rất là vui. Nhưng mà có một cái chi tiết mình cảm thấy nó rất là thú vị. Đó là rất là nhiều người bạn của mình vào hỏi mình kiểu như là học điểm cao thế này mà vẫn đi chơi đều đều luôn. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Thì với cái video này á, mình không biết là sau khi mà các bạn nghe xong cái video này thì các bạn có học tốt hơn không, nhiều điểm 10 hơn hay là không. Nhưng mà mình mong là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bạn phần nào đó cải thiện được cái việc học bằng cách là sắp xếp thời gian học hợp lý hơn, học hiệu quả hơn một xíu và kiểm soát được cái việc học tốt hơn. Và quan trọng là cân bằng được cái việc học và những cái việc khác mà tụi mình cần làm xung quanh việc học. Ví dụ như là đi chơi, có thêm thời gian để học những cái kỹ năng khác, hoặc là làm những cái việc mà mình yêu thích nhưng vẫn để việc học ở giữa trung tâm và mình vẫn thực hiện tốt được cái việc học đó. Thì ok, hãy cùng mình bước tới bước đầu tiên, lời khuyên đầu tiên. Here we go. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới cái bước đầu tiên, đó chính là đặt mục tiêu. Tại sao chúng ta cần phải đặt mục tiêu? Thì bây giờ mình sẽ nói nè. Thì chúng ta cần đặt ra hai mục tiêu, đó chính là mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Thì cái mục tiêu ngắn hạn này á, thường là mình sẽ đặt cái mục tiêu và mình có thể làm được liền trong ngày hôm nay, hoặc là ngày mai, hoặc là trong cái tuần này, hoặc là trong 2 tuần tới, nhưng mà không bao giờ xa hơn hết. Thì cái mục tiêu ngắn hạn này rất là đơn giản. Các bạn có thể nghĩ như vậy. Ok, nếu mà trong vòng 3 ngày tới tôi ôm hết được cái đống bài này thì thứ Sáu này tôi được đi chơi. Thì cái mục tiêu ngắn hạn này tạo lại động lực cho bản thân mình và giúp tụi mình có thể đi đường dài mà không hề bị nản, để đạt được cái mục tiêu dài hạn trong thời gian trong tương lai. Đối với cái mục tiêu dài hạn á, thì mục tiêu dài hạn thì nó cần phải dài hơn cái mục tiêu ngắn hạn, đúng không? Thì đối với cái mục tiêu dài hạn này á, thì nó sẽ tập trung trong cái khoảng thời gian là thời gian dài, trong một kỳ học, trong một năm học, hoặc là thậm chí sau 4 năm học. Thì đó là cái mục tiêu dài hạn của các bạn. Nó nghe có vẻ hơi vĩ mô, hơi to lớn so với cái mục tiêu ngắn hạn hay là mục tiêu mỗi ngày của các bạn. Mục tiêu dài hạn này nó có thể giống như là ok, tốt nghiệp sau 4 năm thì tôi mong là tôi sẽ kiếm được cái việc làm, tôi sẽ cố gắng kiếm được việc làm. Bằng cái cách mà các bạn lập ra hai cái mục tiêu này á, nó sẽ giúp cho các bạn có cái động lực để phấn đấu, để động viên bản thân mình đi tiếp trên cái đường dài mà không bị nản, và có một cái đích đến nhất định để mình đạt được cái thành công đó. Ok, bây giờ mình có một mục tiêu rồi, mình có mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn rồi. Bây giờ không lẽ mình cầm trên tay xong rồi mình nhìn nó, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tới cái bước làm. Thì trước khi mà mình làm thì mình cũng phải đặt ra là ok, mình cần phải làm cái gì. Thì ở bước này các bạn cần lập ra một cái gọi là to-do list. Thì cái to-do list này sẽ giúp cho các bạn kiểm soát được là ok, mình phải làm gì tiếp theo, mình phải làm gì trong tuần tới. Trong tuần tới nó sẽ có cái gì mà vào hôm nay mình cần phải làm cái gì. Đối với mình, thông thường mình sẽ lập ra to-do list đó mỗi ngày, hoặc là mình lập ra cái to-do list cho nguyên một tuần luôn để mình làm, nhưng mà thường là chỉ có một tuần thôi. Thì trong cái to-do list này á, nó sẽ liệt kê chi tiết ra là ok, hôm nay có 3 bài này cần phải học. Bữa trước đi chơi chưa cái học bù bài này thì hôm nay phải học cái bài này. Và cái tiếp theo là tuần sau có cái bài tập cần làm bao nhiêu phần, rồi còn thiếu bao nhiêu phần nữa thì ngày mai làm. Kiểu như vậy. Thì cái to-do list này là nơi bạn sẽ liệt kê ra những cái gì mà các bạn cần làm trong cái ngày hôm đó. Các bạn sẽ có 3 cách để mình viết là to-do list. Thì thường cái cách mà mình hay làm đó chính là mình xài điện thoại. Thì trên điện thoại có cái mục là reminder. Đó, đây là những cái mục tiêu mà mình làm rồi nè. rất là nhiều luôn. Hoặc là mình có thể viết vào sổ, là mình có thể viết trên những cái tờ nốt, là mình dán xung quanh những cái nơi mà mình ngồi học. Và lưu ý khi lập ra to-do list đó, các bạn nên tránh làm cho bản thân bị ngược đãi. Khi mà lập ra cái to-do list đó, các bạn sẽ cần phải biết là ok, cái sức mình học đó nó nằm ở đâu, và mình nên sắp xếp thời gian cho nó hợp lý để mình tránh cái việc là mình cảm thấy mình bị nản, hoặc là học bài không kịp, hoặc là học bài quá mệt. Đối với mình, một ngày mình thường lập ra tầm 3 đến 4 cái điều cần làm, hoặc là trong mùa thi thì có thể hơn, hoặc là 4 đến 5, nhưng mà thường là chỉ từ 3 tới 4 mà thôi. Tại vì á, mình cảm thấy mình học bài hiệu quả khi mà mình học bao nhiêu đó điều để cái não mình nó có thể tiếp thu hết cái đống đó mà nó không có bị nhồi nhét quá nhiều. Cho nên là hãy biết sức mình đến đâu và lập một cái to-do list mình nó vừa với cái sức mình. Với cái to-do list này, các bạn sẽ kiểm soát được cái quỹ thời gian của mình cho việc học là bao nhiêu, và cái phần còn lại dư là một điều rất là tốt. Các bạn sẽ biết là cái thời gian dư của mình nó nằm ở đâu, mình sẽ sắp xếp, mình sẽ có được cái thời gian để mình làm những chuyện mà mình cần làm, như là đi làm, hoặc là đi tập thể dục thể thao, hoặc là làm cái gì đó mà các bạn thích, ví dụ như quay vlog. Và đến với cái bước thứ ba này á, thì mình chỉ có một lời khuyên thôi, đó chính là đừng tốn thời gian học quá nhiều, hay mình còn gọi là đừng học quá nhiều. Tại sao mình nói như vậy? Nói vậy đâu có khác những là tự giả vô mặt mình, tự nhiên làm cái video kêu người ta là học tốt, học này nọ, cuối cùng kêu đừng học. Thì nói chung là cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Thì mình cảm thấy là nếu mà tụi mình dành quá nhiều thời gian cho cái việc học thì chắc chắn là mình sẽ không có thời gian để mình làm những cái chuyện khác. Do đó hãy rút ngắn thời gian học của bạn lại bằng cách học hiệu quả hơn và tập trung hơn. Thì cái đầu tiên mình sẽ nói là về việc học tập trung hơn. Thì các bạn có để ý là lúc mà mình học á, mình thường hay để điện thoại hoặc là máy tính rất là gần mình, cho nên là cái điều đó làm cho mình là cảm thấy là ok, đang học cái tự nhiên rất là muốn bấm, cầm cái điện thoại lên bấm. Mặc dù mình không được phép làm như vậy, tại vì mỗi lần làm như vậy á, là thời gian tự nhiên bỗng nhiên nó trôi qua rất là nhanh. Thì đó, cho nên là những cái gì mà làm bạn sao nhãng, hãy để nó qua một bên, hãy để một cái chỗ nào đó mà bạn không thấy, tại vì mắt không thấy thì tay nó không có bấm. Còn một điều nữa mình muốn lưu ý về cái sự tập trung, thì các bạn cứ tưởng tượng giống như vậy nè, điện thoại mình xài xong thì mình cũng phải đi sạc pin đúng không? Thì cái não của mình nó cũng giống như một cái máy vậy đó. Thì nếu như mà mình sử dụng cái não của mình trong thời gian liên tục mà mình không có sạc pin cho nó thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào tập trung được, tại vì nó mệt, sao mà bắt nó tập trung được đúng không? Thì cái não của mình không thể nào tập trung suốt 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ liền vào một cái việc nào đó. Các bạn có cố gắng siêng lắm, kiểu học liên tục 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ mà không cho cái não nghỉ ngơi, thì mình chắc chắn một điều là các bạn đang làm một điều rất là vô ích luôn. Thông thường á, mình sẽ chia ra, nếu như vậy nè, thông thường mình sẽ cố gắng tập trung, mình học bài trong vòng 1 tiếng rưỡi, mình đó là cái mức mà mình có thể tập trung tối đa được, không thể nào mà quá lố quá cái đó hết. Cho nên mình chỉ tập trung 1 tiếng rưỡi. Sau đó mình sẽ dành 15 phút đến 20 phút hay là nửa tiếng, cũng nửa tiếng lâu hơi chai lười, thì mình sẽ đứng lên đi xung quanh nhà, hoặc là đi vệ sinh, hoặc là đi uống nước, quan trọng là đi uống nước, hoặc là đi ra hít, gặp bụng, hít đất đồ tầm 20 cái, 30 cái, xong rồi mình lại vào mình học tiếp. Thì bằng cái cách này á, các bạn sẽ giúp cho cái não nó được thả lỏng, nó được tập thể dục, nó được uống nước. Quan trọng não bộ rất là cần nước, cho đó hãy uống nước thiệt là nhiều vô. Thì khi mà quay lại bàn làm việc, các bạn sẽ, cái não của mình sẽ được gọi là từ gì ta, refresh hơn, thì nó sẽ giúp cho mình học bài tiếp thu nhanh hơn so với là cái việc mà các bạn bắt nó tập trung vào một cái chuyện quá lâu trong thời gian quá dài. Mình thì nên học 1 tiếng rưỡi, break 15-20 phút, xong rồi lại học tiếp tục 1 tiếng rưỡi tiếp, và cứ lặp lại liên tục như vậy. Thà mình bỏ ra 15 phút đó, mình bỏ ra 20 phút đó mình đi vệ sinh, mình đi uống nước, nhưng mà bù lại nó sẽ, mình sẽ học bài được nhanh hơn một xíu so với cái chuyện là mình phải ngồi yên một chỗ học từ sáng tới chiều. Yep. Còn về cái vấn đề mình phải học hiệu quả hơn bằng cái cách nào, thì clip này mình sẽ không có đi sâu vào chi tiết là mình phải học như thế nào để hiệu quả hơn, tại vì nó rất là dài và nó còn tùy thuộc vào mỗi người nữa. Cá nhân mình thì mình học bài bằng cái cách là mình cảm thấy mình sẽ tiếp thu bài nhanh hơn nếu như mình có một cái cuốn tập, mình có một cái bút, và bút nhiều màu để mình ghi nốt, ghi giấy xuống. Mặc dù ở trên cái laptop mình được thầy cô đăng cái bài giảng y chang vậy đó, nhưng mình rất là thích chép xuống, tại vì bằng cái cách chép như vậy thì mình sẽ ghi nhớ vô trong đầu mình lâu hơn, mình cảm nhận được bản thân như vậy. Đối với những cái môn mà mình cảm thấy là rất là khó nhớ, rất là khô khan thì thường mình sẽ có xu hướng liên hệ nó với những cái gì mà mình cảm thấy dễ nhớ nhất. Ví dụ như là liên hệ với chính bản thân mình, liên hệ với những cái điều mà nó nằm trong tiềm thức của mình, mà mình cảm thấy, mình thấy mỗi ngày, mình cảm nhận xung quanh mỗi ngày, và mình dễ hình dung nhất khi mình nghĩ tới, hoặc lâu lâu mình còn tưởng tượng nữa. Thì khi mà bạn đọc lại cái kiến thức khô khan đó thì cái não của mình nó sẽ tìm tới cái thông tin này dễ dàng hơn, và cái điều đó làm cho bạn nhớ bài lâu hơn, và khi mà làm bài á, mình gợi nhớ nó lại để mình làm bài cũng nhanh hơn luôn. Đó là cái cách mà mình học. Thì mình nghĩ là có rất là nhiều bạn cũng có những cái cách học hay ho hơn, cho nên mình sẽ không đi sâu vào cái vấn đề đó. Nhưng mà cái điều cuối cùng, rồi cái bước cuối cùng, cái lời khuyên cuối cùng cũng là cái lời khuyên mà mình thích nhất, là hãy làm cho bản thân các bạn tự sướng. Hãy tự sướng đi, tự sướng đi. Thì tại sao mình nói là phải tự sướng? Thì ở cái bước này các bạn cần phải làm một cái điều rất là quan trọng, đó chính là hãy tự thưởng cho bản thân mình sau khi mình đã đạt được cái mục tiêu nào đó, hoặc là sau khi mình đã hoàn thành cái to-do list mà mình đã đặt ra. Bằng cái cách mà các bạn tự thưởng cho bản thân mình đó thì các bạn đã tạo ra cái động lực để giúp cho bản thân mình có thêm cái ý chí để mình bắt tay mình thực hiện cái việc đó, mà mình không có bị nản. Từ lâu thì cái việc đi chơi là cái nó đã trở thành cái động lực để mình học chính thức. Tôi học là tôi phải chơi, tôi phải có cái động lực, tôi phải có mục tiêu, tôi phải được đi chơi thì tôi mới sẽ học. Nó gắn liền với nhau. Nên là các bạn thấy mình rất là hay đi chơi, tại vì mình không thể nào mà mình cứ cắm mặt học mà mình không chơi được hết. Thì mình nghĩ các bạn cũng nên đối với bản thân mình một cách phóng khoáng như vậy, một cách vui vẻ như vậy. Tại vì chỉ khi mà các bạn thật sự mà thưởng cho bản thân mình á, thì nó sẽ giúp cái điều đó, nó sẽ giúp cho các bạn ở trên này, tức là trở nên lạc quan hơn, vui vẻ hơn, muốn làm hơn, và gọi là gì ta, có cái động lực để mình chăm chỉ và siêng năng hơn. Nên là hãy tự thưởng cho bản thân mình bằng những cái điều không cần quá to lớn, hoặc là không cần quá cao xa. Vậy là đã hết 4 cái lời khuyên của mình muốn dành cho các bạn rồi đó. Thì không biết nữa, thì mình mong cái video này sẽ giúp ích cho các bạn ở chỗ là các bạn sẽ biết là mình cần phải làm cái gì, hoặc là mình sẽ gom góp được một cái xíu nào đó từ cái bạn Đây Là Bi. Các bạn sử dụng cái đống đó, các bạn về chế biến để sử dụng lại cho chính bản thân mình. Thì mình mong là video này sẽ giúp cho các bạn sắp xếp được việc học tốt hơn, cân bằng được việc học hơn, kiểm soát được thời gian học tốt hơn, và có thêm thời gian để mình làm những cái chuyện khác. Thì mình tin là cho dù bạn có đang học ở bất cứ một cái cấp học nào, như là cấp 2, cấp 3, đại học gì đó, thì mình tin là không có phải là bạn nào cũng kiểu như là mình học dở hơn bạn này, mình kém hơn bạn kia. Có thể là các bạn đã cố gắng rất là tốt, các bạn đã thật sự rất là chăm chỉ, nhưng mà chưa đạt được kết quả mong muốn là tại vì có thể là mình chưa có thật sự học đúng cách, mình chưa có sắp xếp việc học đúng cách, chưa cân bằng được nó, cho nên là vô tình mình làm cho bản thân của mình nó bị stress. Cho nên là mình chúc các bạn may mắn, và nếu mà các bạn thành công trong việc học hoặc là cân bằng được việc học bằng những cái lời khuyên của mình thì hãy comment dưới đây cho mình biết để mình có thể biết. Và nếu như mà các bạn có một cái tips học nào đó hay hơn, hiệu quả hơn và muốn chia sẻ cho mình biết thì cũng đừng có ngại ngùng comment lên dưới luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Ê, mình nhớ subscribe nha.